Vợ vừa sinh, chồng vội dẫn tiểu tam bầu 4 tháng về sống chung khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô vợ còn đang ở cữ phải đối diện với người chồng phụ bạc và kẻ thứ ba thu hút sự chú ý không nhỏ từ cư dân mạng. Đặc biệt phản ứng của gia đình người đàn ông trong clip còn gây phẫn nộ hơn cả. Mới đây, người dùng mạng xã hội đã không ngừng truyền tai nhau đoạn clip ghi lại cảnh cự cãi giữa người vợ và tiểu tam của chồng. Đáng nói dù chị vợ chỉ vừa mới đẻ được 3 tháng nhưng chồng đã đưa nhân tình đang mang bầu 4 tháng về nhà. Phản ứng của gia đình chồng còn khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Theo đoạn clip, người vợ này có 2 cô con gái, bản thân chị cũng chỉ vừa mới sinh em bé được 3 tháng, thế nhưng chồng lại đưa người thứ ba đang mang thai 4 tháng về nhà, đòi chị sống cùng. Dù đứng trước mặt chính thất nhưng cô nàng tiểu tam lại chẳng có vẻ gì sợ hãi hay lo lắng. Thậm chí khi bị người vợ đuổi đi, cô còn có thái độ thách thức. Tôi đẻ cháu trai cho cái nhà này, tôi có quyền lên tiếng, rồi sẵn sàng động tay chân với người vợ. Biết chuyện, cả mẹ chồng và chị chồng đều bênh vực tiểu tam, bắt cô vợ phải chia sẻ nhà của mình. Dù người vợ thẳng thừng từ chối, nhưng gia đình nhà chồng vẫn không chịu buông tha cho cô. Mẹ chồng liên tục nói rằng, nhà này con xây nhưng đất của mẹ, giờ nó đã lỡ có bầu với con trai mình rồi, thì con cũng phải có tình người một tí. Còn chị chồng lại liên tục khuyên tiểu tam, cứ ở nhà người vợ sống, không cần đi đâu hết. Quá đáng hơn, người này còn nói với em dâu rằng, không đẻ được con trai thì đừng có nói. Ngay khi đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận từ người xem. Hầu hết mọi người đều cảm thấy bức xúc thay cho chị vợ. Nhiều bình luận cũng nhận xét rằng cô nàng tiểu tam kia quá trơ trẽn, đã qua lại với người đàn ông có gia đình còn ngang nhiên đến tận nhà chính thất đòi ở chung. Quá đáng hơn là cách hành xử của gia đình anh chồng, dù biết con mình sai nhưng họ vẫn bất chấp bênh vực sẵn sàng đối xử tệ bạc, thiếu tôn trọng với con dâu. Bên cạnh đó, nhiều người lại cho rằng thực chất đoạn clip trên không phải thật mà được dàn dựng từ trước, bởi ở cuối clip, người phụ nữ được cho là tiểu tam đã bất ngờ mỉm cười dù đang diễn vai đáng ghét. Thậm chí khi đang nói chuyện cùng chị vợ, cô còn quên mất lời thoại, người mẹ chồng ở bên phải nhỏ giọng nhắc bài. Đi lấy chồng, mọi chị em đều mong muốn có được một tổ ấm hạnh phúc vui vẻ. Và để được như vậy thì chắc chắn phải tìm một người chồng chung thủy, biết cảm thông, chia sẻ và trân trọng vợ. Dù chưa biết đoạn clip trên là thật hay chỉ diễn lại, thế nhưng đến nay nó vẫn nhận được rất nhiều bình luận từ phía người xem, nhất là các chị em phụ nữ. Trước đó, cư dân mạng cũng xôn xao với một đoạn clip người vợ phát hiện chồng ngoại tình nhưng lại có cách xử lý vô cùng thông minh khiến nhiều người nể phục. Cụ thể, khi người vợ phát hiện ra chồng đang cặp kè với tiểu tam, cô không tức giận hay hạ bệ chồng mà thay vào đó chọn cách văn minh hơn. Người phụ nữ bình tĩnh chụp lại toàn bộ nội dung tin nhắn mà chồng gửi cho nhân tình. Chưa dừng lại ở đây, cô tổng hợp chúng rồi làm slide cực kỳ chuyên nghiệp. Sau khi xong xuôi mọi việc, cô mời họ hàng hai bên tới nhà tham dự rồi trình chiếu slide và thuyết trình cực kỳ mạch lạc. Thậm chí dân tình còn ngơ ngác vì tinh thần hăng say của vợ, chị còn đứng cả lên bàn để nói cho cuốn hút. Nhìn những hình ảnh này, cư dân mạng không khỏi cảm phục bởi chị vợ vừa bình tĩnh lại có thể nghĩ ra kế sách cao tay đến vậy. Nhiều người nhận định, sau quả này, ông chồng chắc chắn không bao giờ tái phạm lần thứ hai. Tuy nhiên, một số lại nêu quan điểm, đàn ông đã ngoại tình thì dù làm thế nào cũng khó cứu vãn. Cách tốt nhất để trị những người có tư tưởng xấu như vậy là chia tay, đàn ông ngoại tình thì chẳng còn gì để tiếc. Trong mỗi trường hợp, dù người khác sai, chúng ta cũng cần bình tĩnh để tìm cách xử lý. Bởi lẽ việc nóng giận cũng chỉ để sự việc bị đẩy đi quá xa mà thôi. Đôi khi trong lúc mất bình tĩnh, một số người sẽ gây ra những chuyện nghiêm trọng, thậm chí dính đến pháp luật.